là vô trong bệnh viện có gì gọi điện về cho mình yên tâm. Vậy mà không chịu gọi, bởi vì gọi không chịu bắt máy nữa chứ. Chị Bảy ơi, chị Bảy. Chị Bảy ơi, có nhà chị Bảy ơi. Chị Bảy ơi. Ủa? Anh Bảy, có chị Bảy ở nhà không? Trời ơi, mà tôi nói ngào ngay nha. Bà con chồng xóm mà tôi qua đây hoài mấy tháng trời bữa nay tôi mới nhìn thấy mặt anh á. Nè, mà sao anh liều dữ vậy? Anh ở trong nhà mà sao anh khóa cửa rào trơn vậy? Trời ơi, tụi ăn cướp bây giờ ghê lắm, lộng hành lắm, anh nó vô là mệt cái đó nha. Tôi hỏi anh không nghe hả? Anh trả lời gì trơn vậy? Tôi nói thiệt á nha, nãy giờ tôi đứng tôi nghe chị nói không là tôi muốn mệt rồi đó. Mà sao chị lo xa quá vậy? Tôi đứng đây ai dám vô? Anh bớt giỡn, anh nói vậy là anh không có hiểu cái thời cuộc gì hết trơn. Bây giờ cướp việc ở ngoài đường nó lộng hành dữ lắm. Tôi nói cho anh nghe nha, anh mà y anh tưởng anh đứng ở đây nó không vô được hả? Nó mà nhào vô nó lẻn vô một cái ha, trời ơi nó mà làm thịt anh luôn nha. Tôi không có kịp làm đám mà tiễn anh về với ông bà đâu, nghe chưa? Nghe chưa? Chị rảnh quá ha. Chị rảnh sao chị không về nấu cơm cho chồng chị ăn đi, chị qua đây chi vậy? Tôi nấu rồi. Thôi, tôi lỡ miệng tôi giỡn, tôi chọc anh thôi mà. Cái gì đâu mà giận. Tôi hỏi nè, chị Bảy đâu rồi hả? Cái gì mặt mày buồn xo vậy? Nhà có chuyện gì phải không? Phải không? Bò con tôi đi bệnh viện rồi. Trời đất ơi, sao đi bệnh viện? Tôi mới thấy hôm qua nó còn mạnh khỏe mà. Bị sao đi bệnh viện hả? Tôi cũng đâu có biết gì đâu chị. Tối ngủ bình thường, sáng dậy cái nó nói ba ơi con nhức lỗ tai quá, má ơi con nhức lỗ tai quá. Nhức lỗ tai? Thôi rồi rồi, vậy là chắc có con gì nó bò vô lỗ tai của nó. À, con kiến hay gì đó. Rồi anh gấp con kiến nó ra cho nó chưa? Không có con gì ở trong hết đó. Hai vợ chồng tôi coi kỹ lắm rồi, không có một cái gì hết đó. Thấy nó đau quá, hai vợ chồng tôi lo quá, đưa nó lên trên y tế phường. Ừ. Rồi y tế người ta nói là đưa lên trên bệnh viện đi. Hai vợ chồng tôi lật đật đưa lên trển. Trời đất ơi, từ từ trạm y tế mà đưa thẳng lên bệnh viện có nghĩa là bệnh nặng lắm đây nè. Bác sĩ nói nó bị sao hả? Bị cái gì? Bác sĩ nói nó bị viêm tay giữa. Trời đất ơi, viêm tay giữa? Chị cũng biết bệnh này nữa hả chị Tám? Không, bệnh gì nghe lạ quá vậy? Nói chuyện gì vậy? Tôi muốn lên tăng xong luôn á. Không, tôi thiệt mà, tôi đó giờ tôi mới nghe bị bệnh tay giữa lần đầu tiên á. Bệnh gì mà lạ lùng quá vậy hả? Ai mà biết bệnh viêm tay giữa là cái gì? Tôi cũng không biết tại sao, nguyên nhân tại sao nó gây ra cái bệnh đó rồi. Thiệt, tôi rối hết sức luôn á. Nhưng mà nếu bệnh nặng vậy sao mà ở chồng với mẹ con nó đi rồi đi về đây làm chi? Chị làm như tôi không thương con tôi vậy đó. Là tại bác sĩ đuổi về tôi mới về đây. Ủa tự nhiên sao bác sĩ đuổi về không cho cha ở với con mà tự nhiên đuổi về làm sao? Tại tôi là một. Anh làm nhiều làm một. Thì lúc vô đưa nhỏ vô chồng la khóc quá rồi bác sĩ mới đưa cho nó đi siêu âm. Ừ. Lúc mà lấy kết quả siêu âm về xong bác sĩ phán là con tôi bị viêm tay giữa. À. Tôi nghe lộn sao thành viêm ruột thừa. Cái đó tôi bực mình quá, tôi mới nói trời ơi tại sao con tôi đau lỗ tai mà giờ phán là con tôi đau viêm ruột thừa. Tôi tức quá tôi la lên, cái bác sĩ nói là tại vì anh nghe không rõ, viêm tay giữa thành viêm ruột thừa. Rồi cuối cùng bảo vệ mới đuổi tôi ra, nói tôi làm ồn ào chỗ của bác sĩ. Thì ra lại vậy đó hả? Mà khổ tâm ghê luôn á. Ai mà biết được chị, mới hồi tối hôm qua còn dắt nó đi siêu thị chơi, nó còn khỏe mạnh bình thường vậy mà sáng nay cái nó đau lỗ tai. Cái bệnh lạ thiệt. Má. Bệnh mới. Má. Ủa bác, thưa bác. Dạ con của con về chưa má? Về ở đâu mà về? Bác sĩ nói là phải để thằng nhỏ nhập viện đi. Thưa để cho bác sĩ theo dõi, để rồi tìm bệnh cho nó. Má đi về má cứ sẵn ít đồ đạc cho vợ bay với lại cho thằng Bo. Bác nhưng mà bác sĩ có nói là thằng Bo nó bị sao không? Cụ thể nó bị cái gì không? Ừ, tao nói cái chuyện này bác sĩ nói là cũng bất thường, cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà tao nói với bay rồi, vợ chồng tụi bay làm cái gì làm cũng phải bỏ chút thời gian ra để quan tâm tới con cái chứ. Thì đó. Má, con của con mà, con cũng thương yêu nó vậy. Nhưng mà giờ đáng lẽ không đi làm kiếm lấy cái gì cho nó ăn, mà đáng lẽ suốt ngày con ở nhà hai cha con ôm nhau vậy không? Trời ơi là trời, tao có biểu tụi bay ở nhà để lo cho nó đâu. Nhưng mà tao nói tụi bay là phải thời gian, phải quan tâm tới con, phải coi coi con nó có cái gì gọi là bất thường, nó có cái gì lạ hay không. Bác nói vậy thấy đúng không? Rồi đó, như là bác sĩ đã nói đó nè, con biết là nó bị như vậy là bác sĩ nói là nó bị viêm tay giữa là do nó tắm rồi nước nó vô cái lỗ tai của nó, rồi nó không biết lấy bông tanh nó ngoáy cho khô, nó để rồi lâu ngày nước nó ứ ở trong đây thì nhỏ sẽ bị viêm. Biết chưa? Nguy hiểm quá. Chưa hết nữa đâu, tao nói cho tụi bay biết là khi thằng nhỏ nó bệnh, nó cảm, nó sổ mũi hay gì đó,
rồi vợ chồng nó cũng không có biết là lấy bông tâm hay làm cái gì làm vệ sinh cho sạch cái mũi của con đi để cho nó ngủ, rồi cái nước mũi nó chảy ngược để vô trong, rồi nó cứ ứ vô cái lỗ tai thằng nhỏ, càng ngày thì nhỏ lại càng bệnh nặng càng ngứa, nó có biết ở đâu. Trời ơi, thấy chưa, bà cái gì không có để ý mà lo cho con cái là chết con nít. Nói giờ vậy là tối ngày bay lạ lắm, bay không có lo gì hết trơn. Chết rồi. Con nghe bác nói con mới nhớ nha. Gì? Bác biết sao không con á? Tuần nào con cũng cho con gái con đi bơi tắm hồ bơi tắm hết trơn á, cho con bé giúp việc đưa nó đi, mà con về con cũng lu bu quá. Con lo đi tắm không mà con không có để ý kiểm tra coi cái lỗ tai của con nó có bị làm sao không. Bởi ta nói chưa hết đâu, bác sĩ còn nói ra nha, nếu mà để nước nó ứ ở trong cái tai hoài đó nó sẽ bị viêm nhiễm, mà để lâu quá là nó sẽ rách cái màng nhĩ, mà rách cái màng nhĩ là phải mổ, mà mổ là nhỏ nó điếc. Chết rồi, mới chết nữa. Mới tức thì hồi sáng này là mới đi bơi về nữa nè. Con về nha. Con về nha bác ơi. Trời ơi chết rồi. Thiệt tình. Lỗi chuyện hàng xóm chồng con nhà thì không chịu luôn. Thôi để má vô má lờ má sạn đồ để một lát rồi đem đồ đi cho nó. Dạ. Dạ con gọi bác. Dạ. Anh nghe nè. Sao em? Bác sĩ nói con mình chỉ là lại uống thuốc cho bác sĩ theo dõi thôi hả? Ừ. Anh vô liền. Ừ thôi nghe. Bây giờ con đem đồ vô cho mẹ con đó. Dạ, má cách nhà con nha, con đi nghe. Nè, má dặn con nghe chưa? Lần này thôi nghe chưa? Không có được lần sau nữa nghe chưa? Phải để ý con, phải quan tâm đến con nghe chưa? Con biết rồi. Thiệt tình, hết nói mọi người biết. Lo làm ăn chứ cũng phải biết lo cho con cái chứ. Đâu có phải bỏ bê như vậy được chứ. Phương Hiếu rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, lại một tuần nữa trôi qua và ngày hôm nay Phương Hiếu lại tiếp tục mời quý vị cùng tìm hiểu về một căn bệnh để chúng ta có kiến thức và phòng tránh được căn bệnh này cũng như là bảo vệ sức khỏe cho người thân và gia đình của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh viêm tai giữa, và với căn bệnh này mời quý vị cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Trần Việt Hồng, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhân dân Gia đình. Phương Hiếu xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Phương Hiếu, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, có lẽ Phương Hiếu đang rất thắc mắc viêm tai giữa cụ thể là căn bệnh như thế nào? Tai của chúng ta là có 3 bộ phận về giải phẫu là tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai giữa là bắt đầu từ cái ngoài cái màng nhĩ cho đến vào chỗ khu vực là ống tai và tiền đình, nó gọi là hòm nhĩ. Khi mà viêm ở cái khu vực hòm nhĩ tai giữa này thì người ta gọi là viêm tai giữa. Viêm tai giữa thì có 2 thể, viêm tai giữa cấp tính và viêm tai giữa mãn tính. Khi viêm tai giữa cấp tính mà chúng ta điều trị không tốt, nó chuyển thành viêm tai giữa mãn tính. Vậy không biết cái viêm tai giữa này thì nó có những biến chứng như thế nào và mức độ nguy hiểm của nó đến sức khỏe như thế nào thưa bác sĩ? Đúng, lúc đầu chúng ta nhiều khi chúng ta nghĩ đơn giản, tức là chỉ có cái viêm tai giữa tưởng rằng nó không nguy hiểm, nhưng thực ra là viêm tai giữa có rất nhiều cái biến chứng. Và có thể những biến chứng tại chỗ, biến chứng trước mắt và biến chứng lâu dài, và biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như là viêm tai giữa thì thường thông thường nhất là nó biến chứng là giảm thính lực, hay dân gian gọi là điếc. Thế nó giảm nghe không có được. Cái thứ hai nữa là cái biến chứng tại chỗ nữa là khi mà nó biến chứng cái viêm xương trũng thì nó ảnh hưởng vào cái dây thần kinh số 7, làm cho người ta bị liệt mặt, méo miệng. Bị méo cái bên này cái cơ, và mắt thì không có nhắm lại được, hơi liệt thẳng ở bên mặt. Đấy là do biến chứng về thần kinh. Thế nhưng còn biến chứng xa hơn, tức là vì cái tai của chúng ta nó gần cái vùng xương trũng mà gần với sọ não, cho nên nó có biến chứng nguy hiểm nữa là nó biến chứng viêm màng não, viêm xoang tĩnh mạch bên, rồi thậm chí là áp xe não, áp xe đại não, áp xe tiểu não. Và những cái biến chứng đó thì rất là nguy hiểm, nếu chúng ta không điều trị sớm thì có thể gây di chứng về mặt thần kinh, nhưng có thể có trường hợp là nguy hiểm đến tính mạng. Rõ ràng những cái thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ làm Phương Hiếu có một sự bỡ ngỡ, vì Phương Hiếu nghĩ là nếu mà bị viêm tai giữa thì ảnh hưởng tới thính lực thôi, mà không ngờ ảnh hưởng tới não lận. Như vậy thì nguyên nhân gây căn bệnh viêm tai giữa này là gì thưa bác sĩ? Cái vùng tai giữa của ta nó liên quan đến tai mũi họng, rất liên quan đến nhiều. Cho nên nguyên nhân thường thường hay gặp nhất là những nguyên nhân mà viêm mũi họng. Cái thứ hai là cái VA, hoặc là cái bệnh lý của vùng vòm, nó làm bán tắc cái vòi nhĩ, và cái vòi mà cái nơi mà cái đường đi từ vòm mũi họng lên trên tai thì nó gây ra tất cả những cái đó đều gây, hoặc là sau cái sởi của trẻ em hoặc là sau cảm cúm thì đều gây ra viêm tai giữa. Thì vi trùng đi theo con đường đó gây viêm tai giữa.
Nhưng có một cái nữa mà mọi người ít để ý đến, tức là gì? Vì chênh lệch về áp lực giữa cái hòm nhĩ và bên ngoài ở những người đi máy bay hoặc những người phi công hoặc là những người bơi lội, thì khi mà chênh lệch máy bay đi lên trên cao hoặc khi trúc xuống dưới nhanh thì nó chênh lệch áp lực. Thì khi chênh lệch áp lực giữa hòm nhĩ và bên ngoài thì nó làm xây xuất tiết dịch, và xuất tiết dịch cái đó rồi nếu chúng ta không điều trị tốt thì cái dịch đó nếu có nhiễm trùng rồi là cái viêm tai giữa sẽ bị viêm tai giữa. Còn một cái nguyên nhân nữa, tức là màng nhĩ là nó chắn cho cái vi trùng ngăn chặn không vào được trong cái hòm nhĩ. Nhưng mà khi chúng ta vô tình làm rách cái màng nhĩ, chẳng hạn như chúng ta lấy tay tai, máy tai vô tình, hoặc là tát tai, hoặc là một cái áp lực âm thanh mạnh quá nó làm vỡ cái màng nhĩ, rách cái màng nhĩ, thì vi trùng đi theo cái đường màng nhĩ đó để vào viêm tai giữa. Vâng, như vậy thì thưa bác sĩ, những cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết được rằng là chúng ta đang có nguy cơ và đang bị viêm tai giữa mà chúng ta kịp thời đến gặp bác sĩ? Thì cái dấu hiệu đầu tiên nhất mà bệnh nhân dễ phát hiện nhất và báo với chúng ta sớm, đó là tập trị ù tai. Ù tai, lúc nào nghe cũng ù. Nghe cái tai tự nhiên, tai mình bị ù. Hai là nó nặng. Cái thứ ba là nó giảm thính lực, nghe kém. Và nếu mà nặng hơn nữa thì nó đau tai. Và cái triệu chứng toàn thân thì sốt. Đấy là những triệu chứng mà cơ năng là báo hiệu cho cái người bệnh nhân là biết để mà đi khám bác sĩ. Còn khi đến khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ khám cái tai thì mới biết được là nó viêm tai giữa hay không. Vâng, như vậy thì với căn bệnh viêm tai giữa này, nếu chúng ta lỡ mắc bệnh này rồi thì cái phương pháp điều trị là như thế nào thưa bác sĩ? Cái điều trị cái viêm tai giữa thì nó cũng theo cái tính chất mức độ của bệnh, cấp tính khác và mãn tính khác. Thì thường thường là khi mà viêm tai giữa cấp tính mà màng nhĩ chưa bị thủng, tức là nó chỉ làm viêm nhiễm ở trong cái hòm nhĩ thôi, thì chúng ta dùng điều trị thứ nhất là điều trị toàn thân, dùng kháng sinh, kháng viêm, rồi điều trị triệu chứng, giảm đau, giảm sốt. Thế và nếu mà màng nhĩ mà nó thủng, nó chưa thủng nhưng mà nó phồng lên, nó có tụ mủ ở trong đó thì chúng ta phải trích rạch màng nhĩ để hút cái mủ nó ra, để tháo dịch ra. Thế còn đối với cái viêm tai giữa cấp tính mà điều trị không tốt, nó trở thành viêm tai giữa mãn tính rồi, thì nó có thủng màng nhĩ rồi và có mủ chảy ra, thì chúng ta phải có chăm sóc ngoài cái điều trị toàn thân, kháng sinh, kháng viêm. Rồi chúng ta phải điều trị tại chỗ cái ống tai, cho cái tai, ta phải hút dịch mủ ở trong tai ra. Rồi thứ hai là nhỏ thuốc kháng sinh, kháng viêm thì nó làm khô sạch cái màng nhĩ. Và quan trọng nữa là ta phải điều trị cái nguyên nhân. Thì đa số cái nguyên nhân là từ viêm mũi họng. VA, amidan to nó làm bán tắc vào nhĩ, thì ta phải điều trị cái nguyên nhân đó thì nó mới có kết quả được. Vâng, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có thêm những thông tin thật cần thiết về căn bệnh này. Và đừng nghĩ rằng chỉ bị ù tai hoặc là chỉ bị giảm thính lực thì đó là những vấn đề không phải bàn tới mà quý vị nên đi khám bác sĩ để biết đâu mình bị viêm tai giữa, phải không ạ? Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã dành thời gian tham dự chương trình hôm nay. Xin chào quý vị, xin chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, thật quá đơn giản để nắm bắt những thông tin y tế và qua đó bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình của mình bằng hai cách hết sức đơn giản. Hãy gửi những thắc mắc và những câu hỏi xoay quanh những căn bệnh chưa có lời giải đáp về cho bác sĩ chương trình theo hai cách. Cách thứ nhất, gửi về đơn vị sản xuất chương trình, công ty tiếp thị truyền thông Ý tưởng Việt, số 384 Sự Chính, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và cách thứ hai, gửi trực tiếp đến địa chỉ email quen thuộc của chúng tôi, đó chính là ct.cuoivuisongkhoe@gmail.com. Bác sĩ chương trình đang sẵn sàng chờ đón câu hỏi và giải đáp cho quý vị nhé. Còn bây giờ, chương trình kỳ này đến đây cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và đừng quên đón theo dõi chương trình vào khung giờ này tuần sau. Bây giờ, phải xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.